Chào mừng tất cả các bạn đến với tour du lịch miền Tây 3 ngày 2 đêm. Thì Khương Dừa rất là hân hạnh được phục vụ quý khách. Thì có nhiều quý khách hỏi là miền Tây mùa này có gì thú vị. Thì xin thưa các bạn là miền Tây mùa này có rất là nhiều trái cây. Chẳng hạn như là đây là đang mùa dâu, đây là dâu xanh rất là ngọt. Và cảnh đẹp ở miền Tây thì mùa này có nhiều cảnh đẹp, có thể tha hồ chụp hình. Và đặc biệt là hôm nay thì Khương Dừa sẽ dẫn các bạn đến tham quan một cái di tích lịch sử được xây dựng năm 1930 thời Pháp. Đây là một thời là biểu tượng của miền Tây. Tuy nhiên hiện tại thì ở miền Tây thì chỉ còn có một duy nhất cái di tích lịch sử này thôi. Và xin mời quý vị hãy theo chân Khương Dừa để tham quan cái di tích lịch sử này nha. Đây là cái di tích lịch sử cầu Tởm. Thì cái cầu Tởm này được xây dựng năm 1930. Lúc đó thì được kỹ sư người Pháp Alexandre đã xây dựng, và kiến trúc là được xây bằng gỗ. Thì những cái cầu Tởm ở miền Tây thì được xây dựng bắc qua một cái con dũng nhỏ hoặc là cái ao. Chắc quý vị rất là thắc mắc mình sẽ sử dụng cái cầu này như thế nào phải không? Khương Dừa sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nhé. Thường những cái cầu này nó được cái bằng gỗ, nếu mà xây dựng lâu năm á thì nó có thể mục và gãy bất cứ lúc nào. Thì mình muốn đi sử dụng cái cầu này thì nó khác với cái cầu những cái toilet hiện đại. Thì vô đây thì mình cứ ngồi xuống đi thôi. Đó, mình đi xong nha. Cái này hơi thấp, có thể có nhiều người nhìn thấy mình cũng kỳ, mình lấy lá che lại ha. Rồi ở đây thì mình sử dụng, mình đi xong thì ở dưới đây thì có, họ có nuôi cá, thường thường cá dồ thì mình đi xong thì nó sẽ ăn rồi nó lớn lên rồi mình ăn cá dồ. Mình đi xong thì ở đây nó không có nước, nó trời vậy thì đang rất là nắng luôn á, đây không có nước thì mình đi xong mình xử lý như thế nào. Đây mình đi xong thì mình có thể đem giấy báo với nhật trình theo để mình vệ sinh. Thứ hai là mình có thể dùng lá cây. Ở miền Tây hay bực lá cây, nhưng mà đây là lá tắc nhỏ, mình không thể đi được, mình đi những cái lá như lá chuối đó. Đấy, quý vị chắc là quý vị có nắm được cái cách sử dụng này ha. Cái cầu này là hiện tại là cái cầu còn duy nhất ở miền Tây thôi, hiện tại là không còn cây nào nữa. Và cái cầu này đang được trình lên để cấp là di tích lịch sử. Do mình chỉ hướng dẫn sử dụng thôi nên mình không có sử dụng, mình không có đi, nên ở dưới các bạn thấy là không có cá, nó không có lên, không có ăn đó. Chứ thường thường nếu mình đi là cá nó bay tới trên đây luôn, nó bập luôn, rất là vui. Và cái cầu này đặc biệt là mình có thể đi, mình có thể vừa đi mình vừa ăn trái cây ha, vừa đi ăn trái cây cũng được, có độ độc báo rồi nó rất là vô cùng mát. Nhưng mà hiện tại trời nắng quá nên nó cũng không mát lắm. Cái này là chua lắm, mình ăn nhiều quá thì có thể mình ngồi ở trên cây cầu này tới chiều luôn, mình chưa ra luôn á. Rồi đây là một cái điểm tham quan rất được các bạn trẻ thích ưa chuộng, tại vì nó khác biệt hoàn toàn so với lại những cái điểm tham quan ở những nơi danh lam thắng cảnh khác. Và các bạn đến đây thường các bạn muốn trải nghiệm một cái chuyến đi vệ sinh ở cây cầu này nó khác như thế nào so với những cái nhà vệ sinh hiện đại ở trên Sài Gòn chẳng hạn. Và thường các bạn thường thường rất thích chụp hình. Và hiện tại cái điểm di tích này thì chỉ có một mình Khương Dừa là biết thôi, còn tất cả những cái tour tham quan khác thì các bạn không hề biết cái điểm di tích lịch sử này. Và các bạn nếu mà các bạn đi những tour khác thì các bạn những tour họ sẽ không có thể giới thiệu được các bạn những cái điểm tham quan này. Và có một điều đáng buồn là nếu mà trong thời gian sắp tới á, thì nếu mà cây cầu này mình không có bảo quản được kỹ càng á, trời nắng rồi nước nó lên rồi nó dâng lên, nó sẽ làm cho cái di tích lịch sử xuống cấp. Nếu mà mình không bảo quản được thì có lẽ là sau này con cháu của mình cũng sẽ không có biết cái cầu Tởm nó như thế nào. Bởi vậy những hình ảnh này thì mình có thể ghi lại để mình sau này mình giới thiệu với con cháu khi xưa thì ở miền Tây nó có một cái nét văn hóa rất là đặc biệt, đó là cái cầu Tởm. Thì chắc là có bạn, chắc là cái chuyến du lịch này thì cái điểm tham quan này là cái điều động lại các bạn những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất. Và bây giờ mình sẽ đến cái điểm tham quan khác nha, và các bạn hãy bắt đầu chụp hình để với cái cầu Tởm này để mình làm kỷ niệm ha. Rồi cảm ơn các bạn. Giờ các bạn cứ lần lượt từ từ đi ra. Cái cầu này thì mình không thể đi hai người được, mỗi lần mình đi chỉ đi một người thôi, đi hai người thì nó rất là yếu, với lại không có chỗ ngồi. Thì mình
Giờ các bạn xếp hàng lần lượt mình đi từng người vô rồi mình tham quan. Mình bạn nào tham quan thì tham quan, còn bạn nào muốn chụp hình, còn bạn nào muốn trải nghiệm mình đi một lần thì các bạn có thể ở đây thì mình chuẩn bị lá cây nha. Mà mình chuẩn bị mấy cái lá lớn, lá dừa đồ đi không được, lá chuối, lá mít thì hơi nhám. Lá xoài đồ cũng được. Rồi cảm ơn các bạn nha. Rồi bắt đầu mình xếp hàng mình để mình trải nghiệm.